Mình có một câu hỏi dành cho các bạn, đó chính là bạn có sợ con gì không? Hả? Sợ con gì hả? Để tôi suy nghĩ coi. Nếu như mà con mà để tôi sợ á, con bò cạp nè, con rết nè, con bò nè, con heo nè, con gà không, con heo dễ thương không sợ. Nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm. Cái con gì mà nó cắn mình được thì tôi sợ hết trơn. Trời ơi, ông sợ tôi không biết cắn nè. Mệt ghê luôn à. Nhưng mà nếu tôi nói ông có sợ một con rắn siêu to khổng lồ, cao 100m, chữ 100m mà có thể cắn ông được không? Gì? Gì? Rắn là cao 1000m, 100m gì? Trời ơi, ông chơi. Trời ơi, đang mặt cùi sao lắm. Đứng nhìn. Ủa, cái gì vậy? Thôi trời, vậy là sợ dữ chưa? Liệu mình và Phong Cận có thể thoát khỏi con rắn siêu to khổng lồ này không? Hay là trở thành bữa tối của nó? Ghê đáng sợ quá. Và các bạn đừng quên xem video để biết coi kết cục nó như thế nào nha. Còn bây giờ let's go. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Rồi Phong Cận, đây là một cái đường đua của con rắn siêu to khổng lồ. Tí nữa một con rắn nó sẽ chui từ cái chỗ này. Mình mà chạy không nhanh nha, mình sẽ thành bữa tối của nó đó. Phong hiểu chưa? Bây giờ chuẩn bị chạy đi nè. Chuẩn bị đi. Gì ghê quá vậy? Đúng rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, chạy. Là mình cứ chạy vậy thôi à? Ôi, 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 cái gì? Con rắn kia. Tôi thấy sao con Nguyên, sao con Nguyên cái đầu rắn sau lưng mình vậy? Tôi hiểu nha. Trời ơi, cái game này là có con rắn này là rắn thiệt luôn chứ không phải là rắn Roblox đâu nha. Trời ơi, nó rắn thiệt mà. Trời ơi, nó xong khe tôi thấy cái lửa nó đụng tôi ơi. Đây. Rồi đúng, xong đúng, thua đúng, rồi. Tôi thấy sao chạy ngang qua. Nó cắn tôi nha, cái chỗ đó. Ây da, trời ơi, nó cắn mình lôi bạn ơi, thấy chưa? Con rắn này rất là nhanh luôn. Bây giờ mình phải nhanh hơn nói bạn ơi, chuẩn bị chạy nè. Rồi, làm sao? Cô. Chung là chạy nhanh lên. Chạy con rắn đằng sau lưng. Tôi biết rắn sau lưng. Tôi sẽ không nhìn đằng sau nó không, hiểu không? Trời ơi. Tôi đang cố gắng tôi chạy nhưng mà tôi tò mò. Tôi cứ quay ra sau lưng. Đúng tôi rồi. Nhìn hoài. Đừng có quay, hiểu không? Mình đừng có quay. Mình nhìn nó là mình sẽ càng bị thuốc, hiểu không? Rắn nó gọi là thôi miên mình đó. Ây da, tôi thấy cái lưỡi nó lại gần tôi rồi. Tôi thấy cái răng của nó rồi. Tôi thấy cái răng của nó rồi. Ôi, chạy lên. Ui, sắp thoát rồi. Tôi thấy có gì ở trước mặt. Yeah! Tôi quá rồi. Tôi nữa. Ôi trời ơi, con rắn bự kìa bạn. Trời ơi, hết hồn luôn. Đây là đâu? Trời mình đang đi đến đâu vậy? Bây giờ mình sẽ qua Ai Cập mấy bạn ơi. Trời ơi, để qua đây coi. À, cái gì? Ai Cập. Ai Cập thì nói vậy chứ sao vậy mấy bạn, thấy không? Thấy chưa? Người ta là Ai Cập. Ai Cập là Ai Cập chứ Ai Cập là gì? Mà không biết hồi xưa con rắn có một biệt danh gì ông rất là dễ thương luôn nhá. Hồi xưa nó được đặt tên là con rắn không? À, con rắn đúng ngày rồi. Xưa người ta được nó hay được gọi là bé Na đó. Đúng rồi, bé Na, muốn hiểu sao gọi là bé Na. Ta nói bạn nào biết cái chuyện hồi xưa đó, bé Na dễ thương của ta đó. Mà cái con này tôi thấy không dễ thương thế nào luôn á. Nó cạp tôi mới nói nó cạp đồ ăn nó dễ sợ luôn à. Ôi, hình như mình phải đi đường này nè. Ok. Ủa mà vô kim tự tháp là được gì không? Rồi. Hình như là cái kim tự tháp này á là mình vô á là mình thấy có mấy cái bộ xương ở đây là sao? Tôi thấy có bộ xương ở đây. Hình như này là vô à. Đó là bà sẽ biến hành này nè. Đó, còn trời tôi sẽ biến hành này nè. Hai tụi mình đứng hai bên vậy. Đúng rồi á. Ơi, đây tôi thấy thử thách rồi Phong ơi. Vô đây. Tôi không tin là tôi có thể trở thành bộ xương khô vậy được. Trời ơi, tôi mập mạp đáng yêu như thế mà. Ok, vô đây. Rồi, mập mạp đáng yêu ạ. Đúng rồi, mập mạp đáng yêu đó. Ok. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ xuống đây đúng không? Đây, có cái cần gạt nè, gạt xuống. Rồi, gạt xuống nè. Gạt xuống. Xuống. Trong cái kim tự tháp này chắc chắn sẽ có người pha rông hoặc là gì đó, người gì đó. Không người biết pha rông là người gì? Tôi không biết, nói chung là người gì đó. Người mà cuốn, rất là người thần ở trong này á. Có vị thần trong này tôi không biết. Đó, ok. Đây. Ê, cái kim tự tháp này nhiều thứ đi vợ, hay dữ ta. Mấy bạn nhìn nè. Wow, trời. Cái gì vậy? Ê, có trái banh, ôi, ôi, đây cục đá. Ôi trời. Mình né được. Ôi, ông này già mắt gì có cái đường đi đi không đi nè, như tôi nè, đó, đứng đây nè, thấy chưa? Chí khôn liền. Trời ơi, đúng xui luôn. Đó, su cà na si mùi luôn đây, đứng đây nè như tôi nè. Phong tới nơi chưa? Không, tại vì tôi hiếu thắng quá, tôi muốn nhảy tới liền rồi. Luôn phải không? Ê, đầu kia có cái đầu rắn kìa Phong ơi, đầu rắn nó nhả ra mấy cục đá kìa. Trời ơi, nhìn nó kinh dị chưa? Em bây giờ nhảy sao? À, rồi? Là đá là rơi từ đầu con rắn đó hả? Đúng rồi, nó là thần. Nè, Sam nhảy theo tôi nè, đó, nhảy qua đây nè. Rồi.
Trời ơi, Sam qua được mà tôi không qua được. Cùi bắp quá vậy Phong? Cùi vậy đây, tôi vô cái mỏ rắn rồi. Vô rồi. Trời ơi, vô cái mỏ con đồ chứ gian kìa, không lấy tiền chơi kìa, đi vô luôn Phong ơi, không lấy cái thảm bay luôn rồi. Vô chưa? Đợi Phong cần hết thanh xuân luôn á. Rồi. Xin lỗi. Em cố gắng đây. Bắt cua dân bờ rồ gì đâu mà kỳ quá ta. Đó, cái trái banh nó lăn ra nhanh quá. Ồ, qua nè. Rồi, ok, tiếp. Không sao. Ủa trời ơi, đâu? Rồi. Qua đây nè. Rồi, ok. Rồi, bình tĩnh thôi. Tiếp nè. Sao nè, bình tĩnh nè. Phong ơi, bình tĩnh nè. Từng bước một thôi. Đây nè. Trời ơi, ông ơi, ông thấy cái bật bình không, nó... cái trái banh nó nhanh quá à. Ôi, do ông phải canh. Ủa, trái banh đứng yên vậy? Ê, có trái banh bị lỗi kìa má ơi. Trời ơi. Trái banh nó nhanh quá, Phong mà Phong đụng chung với chứ. Canh từ cái đoàn lăn được không? Rồi, đợi lăn đó. Ok, đó đúng rồi. Rồi. Nhảy qua nhanh. Đúng rồi, rồi đi luôn. Rồi, hay quá Phong ơi. Rồi. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã vượt qua được gọi là cái đầu rắn đá nha. Bây giờ chúng ta cùng đi tiếp thôi. Anh TV Ben. Đầu rắn nhả banh. À. Ờ, đầu rắn nhả banh. Nó nữa kìa, đánh tới nữa kìa. Gì vậy ơi? Trời ơi, cái con này không buông tha cho mình đó bạn ơi, nhìn kìa. Trời ơi, trời ơi, nó đuổi hoài luôn á. Tôi vừa quay ra sau lưng tôi thấy giật mình luôn bà nội. Giật mình cái người, ủa ai đuổi tôi vậy? Hóa ra là bé Na. Bé Na ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị chạy đây, bé đừng đuổi. Tạm biệt bé nha, bé ok. Leo, bé ơi, bé chạy bằng nhanh cho chị không? Ôi, con cạp kìa. Lên rồi, mày quá. Em muốn cạp, tôi cạp được. Trời ơi, trời bé Na này, trời ơi, kìa. Ê, nhưng mà bà đứng mà chọc chọc nó đi nha. Bà đứng mà chọc chọc nó đi, nó cạp được bà đây nha. Trời ơi, nó nhìn tôi như đồng loại không? Nếu các bạn, mình sẽ spoil các bạn một chi tiết rất là nhỏ, chính là nếu các bạn mà xem được clip này thì hiện tại tụi mình đang ở Huế nha. Tụi mình sẽ spoil, tụi mình sẽ chuẩn bị đi đến Huế và sẽ đi tắm biển đúng không Phong Cận? Yeah. Quay vlog cho các bạn xem. Các bạn xem đâu, giật cam kết và chắc chắn là đi biển. Phải đi đâu? Trời ơi, đi biển. Đó, nó spoil là đi biển ở Huế đó nha. Tôi spoil sơ đó, tôi xem mặc áo cặp. Đó, giật tốt rồi đó cho mình nha bạn. Đó, bạn giật nha. Theo team chuẩn bị đi biển. Giật. Bùm. Giật được không? Đó, sau đó tụi mình sẽ chụp ảnh đi biển xong tụi mình bạn ghép vô. Đó, là được cái cấp kết liền. Cái gì? Hình như có gì đó hơi sai. Cái tòa nhà, cái hầm này đang khép lại. Cái hầm nó đang khép lại. Sai dữ vậy? Sai, ê sao tôi dữ vậy? Nhanh lên Sam ơi. Ê, sai. Ê, ủa? Trời ơi, nó chơi xuống này Sam, trong lúc chờ Sam, Phong sẽ ăn mì. Quay nè, cái game chỗ nó ác dễ sợ luôn bạn ơi. Nó đã bị rắn đuổi rồi, nó còn cho nó cho ra tường ép nữa hả? Này nó chưa kịp ép tôi là nó tôi tự rớt xuống đó tôi nằm luôn Phong. Trời ơi, thấy tự nguyện chưa? Trời ơi, chưa kịp đi bơi là đi tắm la da liền. Đó, ok. Bình tĩnh. Ê! Ngon quá Sam ơi. À, sao ông ăn hưởng thụ vậy tôi? Tôi đau khổ. Ngon quá Sam ơi. Ngon quá Sam, nhanh xíu Sam ơi. Từ bình tĩnh, ông đi vượt ngục chứ ông đâu mà ông đi nghỉ dưỡng chứ vậy. Trời ơi, đó. Và tí nữa nha, tụi mình quay xong clip này là mình sẽ ra sân bay luôn các bạn. Đó, 4 giờ sáng. Đó. Dễ sợ chưa? Trời ơi, quay clip xong cái là đi luôn. Wow. Ok, rồi chạy nè, bình tĩnh nè. Ủa, tới hả? Rồi, tới rồi. Ui, nó kẹp vô chưa? Nó kẹp vô kìa! Nó kẹp vô! Đừng kẹp tôi! Ghê! Qua được luôn. Ủa nó kẹp tôi cái là đi luôn á Phong ơi, nó kẹp hết luôn. Từ từ. Ủa nó kẹp chép luôn rồi mấy bạn ơi, ghê quá. Trời em tôi sợ con rắn nó xuất hiện Phong ơi. Từ từ cái đoạn này là nhiều khi mình đến cái đoạn chạy nè, con rắn lại xuất hiện nữa nè. Để xem coi. Nhìn chưa, rắn chưa xuất hiện. Đó, Bena đi xuất hiện. Bena ơi, rồi đoạn này nghi nè. Cái gì đây? Ủa cái thưởng. Ủa sao có tượng vậy? Rồi. Lấy cái tượng kia, con rắn nó cạp kìa. Trời ơi. Biết ngay mà. Bé nào ơi, trời ơi. Bé nào ơi. Cái gì mình chạy không có cạp cái tượng nữa, mình chạy bỏ mặt cái tượng đi không? Được không? Tôi ghi được á. Không, đâu được. Hình như mình phải lấy cái tượng mình mới mở được cửa hay gì á. Đâu thật không? Mình chạy ngang thôi. Rồi chạy Phong ơi. Chạy luôn. Đứng nhìn nó. Nhìn nó là mình bị chậm á. Chạy luôn nè, đâu nhìn đâu. Đúng rồi, đây, trời, con có gai nữa. Trời ơi, Sammy gọi là
phải phải canh, sao mình phải canh không? Là không qua được, không qua được, không qua được, không qua được. Trời ơi, sao hay dữ vậy ta? Cái con bé Na này nó làm tôi mệt ghê luôn. Ai mà tin Na chắc buộc lắm nha. Rồi, toàn nó có cái... xíu rồi, nó có xíu rồi. Sam Sam cố gắng đi. Đây đây, tôi đang cố, tôi chạy, rồi. Đi, chạy rồi. Okay, trong lúc đợi Sam Phong Phong sang mì tiếp. Xin chào các bạn, hôm nay á là mình đang quay clip vào lúc 3 giờ sáng. Mình đã quay cả ngày hôm nay và mình chưa ăn gì hết. Rồi. À, ở đây chính là con tôm. Mình Sao rồi? Mình đang ăn con tôm nha các bạn. Sao rồi? Bây giờ tôi nướng rắn trong ăn bây giờ không tin không? Trời ơi, bây giờ còn đặt ăn tôm hùm nữa, đã vậy. Đây. Đây nè. Đây nè. Đây. Tôm nó ngon lắm mấy bạn. Ôi, em chở tôi đi luôn á Phong, từ từ nướng nghe coi. Rồi, đi Phong. Gì vậy? Tôi đang đi đầu ông này, ông thấy không? Ông đang chở tôi nè. Oh my god bạn, Phong đang chở mình đi nè. Sao có thể? Rồi sao tôi thấy được ta, chắc này ông thấy mà ông chở tôi quá trời, cổng tôi đoạn luôn. Rồi để xem quay. Thấy mà. Còn lắc gì không? Ủa có thác kìa, đi tắm thác không ơi. Ê, cái chỗ mình bơi nó cũng có cái thác kiểu này nha. Y chang luôn. Wow. Ê, được đi bơi. Ê, cái mắt này lên thiên nha. Nè, con rắn chuẩn bị bò ra nè nha. Biết ngay mà. Trời ơi, cái con này nó hết rồi, nó đi biển rồi, giờ nó lấm suối mà. Trời ơi. Trời ơi. Lên núi đó kìa. Tôi thấy đang đuổi Sam, trời ơi, Sam ơi, coi chừng bị nuốt. Rồi xong rồi. Tôi xong. Cái nhảy xuống dưới. Rồi. Bơi nhanh lên. Win. Trời ơi, sợ quá bạn ơi. Rung quá. Rồi. Rung quá. Ủa xong rồi hả? Oh my god. Win ơi. Ủa nhanh vậy luôn hả? Rồi. Ê, đây là khoảng cái mắt mình là gọi là nhỏ nhất, ai là ngắn nhất tới chứ mình chơi không? Đây mình để em. Đây, bây giờ tôi dùng cái này coi. Bay được không? Đó, đây được rồi bạn ơi. Đây, bây giờ ông của tôi lên gặp con rắn không? Tôi cay quá, để tôi quay. Rồi, mình lên mình gặp con rắn, mình cho ông đi. Đâu, rắn đâu? Đây, bây giờ mình đã có đồ hắc rồi bạn ơi, bây giờ mình bay lộn xộn luôn, không có sợ đó. Đó, rắn đâu ra coi. Ê, nó chui hang rồi kìa. Trời ơi, đây. Trời ơi, ê, nó đi rồi Phong ơi, nó ăn thịt nó đi rồi. Nó đâu rồi? Thôi kệ nó đi rồi Phong ơi, trời ơi, ok bạn ơi. Mình và Phong cận đã gọi là hôm nay mình là thoát khỏi bé Na. Bé Na này tên thì rất dễ thương, nhưng mà thật ra bé Na này nặng 100kg mà to gọi là 100 lần đó, cho 100 mét luôn bạn. Đó, không thấy không? Trời ơi, không hiểu sao bé Na quá dữ luôn. Bé Na này chắc là ăn nhiều đường lắm nè, mập. Trời ơi, bé Na này là ăn khủng long mấy bữa vậy Phong ơi. Trời ơi, đáng sợ vậy. Lần sau là tôi không dám, gọi là thấy con rắn tôi chạy, tôi thấy khổ quá trời luôn bạn ơi. Rồi mình nghĩ là ok bạn ơi, mình nghĩ video này các bạn thấy như nào, và các bạn thấy bé Na có đáng sợ như trong lời đồn hay không, đừng quên comment video sao biết nha. Đó, tôi biết trên mạng sao chứ trong game này bé Na hơi bị kinh khủng khiếp á. Trời ơi, quá trời. Bé Na hơi bị sợ. Rồi, hơi bị sợ luôn á. Ok, mình nghĩ video này các bạn thấy như thế nào, và các bạn muốn Sam review thêm những con mắt gọi là bắt cua về, gọi là những cái con động vật, con nhện đó. Yeah. Bắt cua con gì đó, cái gì đó. Đây là con bé Na. Bây giờ mình sẽ bắt cua con bé Na. Bé Na. Bắt cua con giáng. Con giáng. Bắt nhện. Ngon quá. mì ngon quá. Đúng ăn không ạ bạn ơi. Trời ơi, đúng quá. Ok. Và mình cái video thôi các bạn thấy như là đừng quên comment video Sam biết nha. Và nếu các bạn muốn Sam chơi những game gì về Roblox, đừng quên comment video Sam biết nha. Còn bây giờ tụi mình sẽ đi sắp xếp hành lý và chuẩn bị đi bơi thôi bạn ơi. Đó, đi về quê đi bơi. Ok tụi mọi người nha. Bye. Ngon quá. Bye. Bye. Ngon quá.